Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là một cái phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng gọi là cáp phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng của Nokia 7.2 uh, chờ thay mới để di động có cấp.vn Tại sao thay? Uh, rất là nhiều khách hàng hỏi di động cao cấp.vn Tại sao thay cái phím nguồn cho các cái điện thoại khác thì rất là dễ Nhưng đối với Nokia 7.2 thì lại rất là khó là như uh, vì sao? về cấu tạo của phím nguồn các phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng của Nokia 7.2 nó cũng giống như tất cả các mẫu điện thoại khác rất là đơn giản này thôi nó sợi cáp gồm có phím tắt bật nguồn này phím tăng giảm âm lượng này nhưng với cái thiết kế nó cực kỳ là đau đầu cho việc thay thế sửa chữa tức là muốn thay được phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng trên điện thoại Nokia 7.2 thì phải bóc được phần màn hình của máy ra thì mới có thể thay được cái các phím tắt bật nguồn này tại sao nó khó tại sao nó lâu tại sao giá nó cao là vì như, thế tức là khi mà thay cái phím tắt nguồn để chiếm lượng trên Nokia 7.2 thì đầu tiên là phải bóc được cái màn hình của máy ra đã đó để mình miêu tả cụ thể hơn cho các bạn thì các bạn dễ hình dung nó thiết kế nói thật là rất là khủ quầm rất là mệt mỏi trong quá trình thay thế sửa chữa rất là ngại thay thế sửa chữa đó với những cái máy mà màn hình còn nguyên thì không thì không sao những cái máy mà nó đã ép kính rồi hoặc rơi vỡ thì cực kỳ là nguy hiểm đây các bạn ý nhé đó đây là cáp phím tất cả nguồn điều chỉnh âm lượng của Nokia 7.2 và phần màn hình nó sẽ đè lên đây nó mên thì nó sẽ nằm ở phần này ở mên sẽ tiếp xúc với các cái chân này. Với cái thiết kế như vậy thì khi mà lỗi hỏng phím tắt bật nguồn được chiếm lượng trên Nokia 7.2 việc thay thế nó hơi uh, loằng ngoằng nó hơi phức tạp hơn một chút so với các cái mẫu điện thoại khác của Nokia Tức là muốn thay được nó thì phải bóc màn hình ra thì mới có thể thay được Đó. Đấy, các bạn để ý một chút này. đây cái chốt hãm phím của máy phải tuột ra. với cái thiết kế này thì, thì khi mà muốn thay được cái phím tức là nguồn được chiếm lượng trên Nokia 7.2 buộc phải tháo hết tất cả màn hình ra à, như các bạn thấy là phải tháo hết cả bảng main nha tháo hết màn hình ra mới có thể thay được cái phím tắt nguồn chiếm lượng trên Nokia 7.2 đó là, là lý do vì sao thay phím nguồn tắt bật nguồn để chiếm lượng của trên Nokia 7.2 chờ rất là lâu thông thường nó mất tầm khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng có thể thay xong cái cáp phím tắt bật nguồn này thay xong thì còn phải test còn phải uh, ABC long lòng hoàng thì mới xong xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video ngắn giải đáp dịch uh, vụ thay mới sửa lỗi hỏng phím tắt bật nguồn được chiếm lượng trên Nokia 7.2 đang thực hiện từ di động cao cấp .vn chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Nokia 7.2 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.